Xin chào các bạn, hôm nay mình thấy trên mạng đó, người Thái Lan họ làm gò quý không bạc khí á, cho nên đó là mình mua về mình làm thử coi được không nha. Sẵn có cậu út đây nè, mình rủ cậu út ăn cho nó vui. Hôm nay cậu út hết mình cậu út đâm đó, thì thành phần mình gồm có là chanh, bạc khí, cà chua, đu đủ, rau quế, rau răm, đường, đây là ba khía nè. Bịch ba khía này mình mua 3 đồng 99, nhập từ Việt Nam ra, nó trộn sẵn nhưng mà mình sợ mình đổ ra nước, mình rửa nước sôi là mấy lần rồi cho nên nhìn nó khô khan. Bây giờ để mình đâm nha. Chua, em nghĩ cái mèo có hai trái ớt mà chắc nó cay dữ lắm á. Không cay đâu. Đây bỏ đu đủ nè, bỏ đu đủ. Cô Năm mua trái đu đủ ở đây nó không có mỡ dịch cho nên cô Năm mua luộc sống cho cô Năm bào sáng. Giờ nhờ cô Út đâm giùm. Em bỏ ba khía vô đây luôn nha. Năm nhuyễn chưa rồi cũng đã. Rồi bỏ khí ra đi nè, lấy muỗng bỏ khí ra đi. Bỏ hết này luôn hả? Đâm thử cho ăn được không á hả? Ăn được rồi để Năm trộn trên đường Năm ăn. Mê này mập quá, đâm được không? Đâm mê nhỏ nhỏ mê này nào nè. Cũng được hết á, chắc đâm văng cùng đầu cổ. Tới bây giờ để dài que đâm thử có ok không men. Em sợ quá à. Được không? Thôi em chơi che lại. Đâm văng này cùng mình ghê quá. Không, có yêu ra. Ghê quá à. Đó nó vậy đúng rồi đó. Ồ nó chứa xì quá. Không có gì ghê hết, đâm nó, đi. Cái màu nó thấy ghê cái gì. Mệt quá à, đâm đi. Đâm cái kia mà tưởng như đâm gì vậy. Chổng này về cho anh Tướng hay em. Đâm đi, tụi thấy ngon rồi đó. Nghe tụi thấy ok lắm rồi đó, các tình yêu. Thấy ngon quá mọi người ơi. 23 năm rồi mình mới mua thử con ba kia nè. Okay. Không có sao, tự thấy ngon quá rồi. Vậy hả? Thấy giống quá. Giống không? Giống. Em chắc cưng cũng phải làm mạnh thôi đúng rồi. Này mình gửi cho ba Lan ăn. Chứ mình đâm nhìn thấy cái ghê quá à. Không có ghê, con ba khía ăn vậy thôi. Đâm nữa không? Đâm nữa, đâm nát. Bỏ nữa không? Đâm nát luôn kìa. Bỏ thêm cục ba khía nữa. Đâm bỏ thêm ba khía, đâm mà nó nát rồi chứ. Bỏ cái cục của mình nè. Yêu. Bột bơ lục của mình. Ủa em nghĩ nó cũng còn hai miếng ấy chứ mình trộn như đu đủ. Thôi cái miếng này không có gì này thấy ghê luôn. Kệ nó đi thôi, vậy được rồi. Ghê quá. Đâm thêm đi chứ nó không có đủ rồi, phía nó không có thơm nè. Cùng mình nè. Nghe không? Yêu. Ngồi đi nghe người ta nói excuse me, you stinky. Cái ông hàng xóm không? Bắt cười quá mọi người, cái ông hàng xóm nhà mình á, ông thấy cái gì thúi thúi quá mọi người. Ông đóng cửa cái ầm ông đi vô. Thấy ngon mà. Em dắt chanh vô bỏ đường vô đây nha Tiễn. Dạ. Đâm hả? Cứ dắt chanh vô nước văng ra thành lâm nữa. Yêu ok. Nước nó đường nó nước ra thành sợ nó văng nữa. Cả mình sợ nước văng cùng mặt cùng mày. Em còn phải đi chim. Yếu hay đưa đây để đâm. Không phải, em sợ đâm mạnh nó văng. Thì sao khi mình đâm mình là mình lần đầu tiên mình làm cho nên mình không có biết nên mình đâm vậy thôi, mình sợ nó nhuyễn quá, họ ăn nó dướng cái cổ cái vỏ đó, mình ăn thử nha mọi người. Để bây giờ mình đâm thử một miếng rồi mình trộn ăn thử cái nó làm sao. Rồi mình còn lại như đây nè, hả được quá. Rồi mình đâm nữa. Giờ mình đâm hơi thôi, mình đâm cho nó dập ra thôi. Ba khía nó có nước nhưng mà mình không biết, mình đem mình trộn nước sôi mình rửa mình đổ hết trơn rồi cho nên giờ nó không có nước. Cái mình nghĩ là có lẽ nó lạc. Cái mình đem cái hũ nước mắm ra sẵn nè. Để cho mình nếm nếu nó lạc, nếu mà nó ấy mà mình nêm, giờ cô Út cho chanh với đường cho đi cô Út. Mới rửa tay rồi nha. Đây vệ sinh ha. Bảo đảm ha. Bảo đảm. Ý. Cái gì? Phải vô lấy cây kéo cắt ra không? Thôi vậy. Chắc là phải lấy cắt hay cho là cho nó thơm. Không cắt đâu có thơm. Ừ. Lấy tay bẻ được không? Rồi bây giờ cô Út trộn đường cho đi cô Út. Út dắt hết trái chanh rồi hả? Em dắt hết nguyên trái chanh này rồi đó. Bỏ như đây. Cầm cái đường gần lại đổ một lum. Chắc tỉ nghĩ cái này mặn quá, ít. Em nghĩ phải ngọt ngọt chứ mới ăn được chứ. Sao nãy giờ gì? Chua lắm rồi đó. Ừ bỏ cho đi. Sao cái gì nước nhiều vậy, nước chanh á? Nước chanh. Chắc em dắt nguyên trái chanh mà cái này nó chua ăn mới. Qua wow, quên nữa, ngoài nó có cà chua thêm nữa đi nó mặn á. Rồi được rồi đó, thử đi. Trộn lên đi. Nó đủ cay không? Ôi lại bỏ thêm đường nha. Bỏ vô làm chè ba khía mà hả? Em dám nếm. Không, làm chè ba khía hả? Làm ba khía ghê quá. Yêu quá Tỉ ơi. Mệt hả? Rồi bây giờ cậu Út cho đậu đi. Đậu que với cà chua cắt đôi bỏ vô đi.
Không, rồi. Mày bỏ vô cái này rồi mình trộn luôn nè. Thì đó, bỏ Út bỏ vô cái thao, cái tô gỏi chị. Ừ. Ồ, nhìn hấp dẫn ha. Nhìn thơm lắm cả nhà. Ô. Thơm quá. Làm xong rồi. Nếm thử không tiện cho ông hàng xóm dĩa. Ra để tìm nếm thử coi. Cho Mỹ hàng xóm nè. Tôi tìm nếm. Cái đường này chưa tan. Em thấy ra ba ký em sợ quá. Ừ. Ngon không? Xuất sắc không? Ý sao nó lạc rồi ta? Quỷ. Tại vì nó không có nước bạc hía. Ha. Tanh quá. Đâu có đâu. Bạc hía vậy đúng rồi, chắc mình thiếu tỏi Út ơi. Ha. Thôi đừng làm nữa. Út cho chúng nó mắm giùm tỷ đi. Đầu bếp chánh, cậu Út. Cậu Út ăn những cái món thứ dữ nè. Cá kèo, bạc khía, mắm chân, mắm kho. Rồi. Giờ cưng trộn vô đi. Thôi để em nếm lại thử. Nếm lại lần nữa đi rồi cái trộn này chắc em không ăn nữa. Thôi khỏi đi, nếm hoài mắc vệ sinh quá. Hay em cho miếng nước mắm đi nha. Cũng đừng mặn quá nha Út, này ăn gỏi ăn không nha Út. Ờ. Cưng xịt hoài hồi mặn khó ăn lắm á. Ừ, nó mặn quá khó ăn. Hai giọt cho thầy. Mặn quá ăn nổi đó nha, nói cho biết á. Trộn giờ vậy đi. Rồi. Tóm gọn là vậy đi. Coi chừng chắc nếu mà nó nhiều quá đựng chan hết cho gỏi nha Út. À, Út nhiều quá không? Giờ con bỏ rau trước hay là hồi bỏ sau? Thôi bỏ ra xỏ ra ở trên thôi. Ờ à, ok. Thôi cái này chắc mình thử có đậu phộng nè. Ờ mày có đậu phộng trong nhà kìa, em mua chân ly lì đó. Wow. Múc múc bậy. Wow, nhìn thấy hấp dẫn mà. Hay là mình có phải bỏ hành phi cho nó không tanh không ta? Đâu có đâu. Không, cái món này không có hành phi. Thái Lan nó chỉ bỏ nhiều tỏi với ớt thôi hả? Món ăn đường phố Thái Lan không có hành phi gì vậy bà ơi. Thì đi qua tôi thấy nó đâm bạc bạc tới mặt tỷ đâu có hành phi gì đâu. Nó đâm nguyên cái có bự chà bá. Rồi trộn lên đi. Lấy cái xuồng nè. Đây. Ui con ong. Cái này á, tôi nghĩ phải có sòi mới ngon nè. Trắng chua chua vô hả? Ừ. Em nghĩ mình đổ hết đống nước rồi kia mình để cũng đâu có được cái gì đâu. Tí sợ mặn không? Không biết. Chắc nó chưa ra chút thì bỏ nữa đi. Chút hết cho đi. Có gì trong này đâu. Chút hết cho đi. Ui da, ong đến rồi quý vị ơi. Thơm quá, ong nhảy tại. Ong nó thấy cái món gì mà kỳ lạ quá. Cào cào hết cái nước sốt nó ra luôn. Nè. Lè lưỡi liếm luôn. Ớt. Tỏi, chanh, đường. Thấy ngon ha. Bạc khía. Nó dở mà cái chữ này một bạc khía thơm không? Mà không biết con giòi không? Ngon xuất sắc hả? Nãy giờ tôi đâm tôi không thấy con giòi nào bà ơi. Thôi. Thèm ăn đầu tầm bậy tầm bạ rồi, sợ. Quỷ. Đứng lên. Đứng lên này, đứng lên dùng sức trộn coi. Hình như không ít cà chua hả? Cà chua thôi. Như cũng phải làm dập dập cho nó banh cái cà chua Út không? Đứng không? Đứng ngồng này giật em ăn đồ ăn Thái hoài em biết. Nó đâu có nằm dập gì đâu. Đũa dính bạc khía hả? Thấy đũa quẹt không? Rồi bạc khía mình nhả xương rồi hả? Ai biết đâu. Để thấy bên Thái Lan nó hình như nằm những nhừ rồi. Mà để không dám ăn, thấy anh Tấn ăn. Anh Tấn ăn mà không dám ăn, xin hoài cứ bắt để đi xin không à. Xin gì? Ăn buffet của Thái Lan đó. Cũng thấy bạc khía tới hả? Nó mới làm. Ừ. Không thấy có lý. Điều không? Được không? Được không? Đã hủi thôi rồi. Sắc ớt để lá lên. Đó mình để rau lên mà nó thơm rồi. Ui da. Ghê quá. Đưa lấy cái đồ đũa rồi bập bập thử miếng rồi cắt ra đi cổ. Cổ bỏ miếng rau cho nó thơm đi cổ. Rồi trộn tiếp rồi cổ. Còn em lấy mấy hộp đậu phộng ăn giả ra đây không? Nè cổ hốt nóng ra cắt. Rau quế nè, rau quế với rau rau gì? Rau răm. Cho nó thơm. Quế với răm. Rồi ốc cắt đi. Kéo các tụi ăn của thầy luôn. Giả men luôn. Ăn món thứ dữ luôn. Em rùi bay qua bà lợi quà thứ nghe quá. Em ong. Em ong hả? Ừ. Nhìn quá. Rồi đó rồi nè. Để nếm thử miếng nước coi. Ngon tí. Chưa nếm hỏi hoài. Nhìn thấy ngon không? Thấy là cắt ngon. Cắt rau nữa không? Để nó đi, chút nữa cắt. Em lấy đậu phộng không tỷ? Hả? Đậu nó phộng mình có nguyên hũ trong nhà kìa. Ngon Út ơi. Dạ, em ừ. Lấy miếng đậu phộng em bỏ vô đây em đâm luôn nè. Chết rồi, ngon quá Út ơi. Được hồn. Được, ngon quá Út ơi. Xuất sắc phải không? Trộn cho nó đều đi.
Mình ăn vài đũa thôi chứ cái này ăn nhiều xót ruột dữ lắm. Ui, dám ăn nhiều đâu. Wow. Ăn con ba khía này cái ăn này nhiều. Có trái sầu nó có vị chua chắc ngon á. Thấy nó bên đó nó có trái sầu sống nó bầm ra đó. Thì Thái Lan thì thường em đi ăn nhà hàng thì nó có sồi. Có nhà hàng nó làm gỏi đu đủ, có nhà hàng nó làm gỏi papaya thì nó đâu có trộn, phải là anh trộn chung đâu tỷ. Hả? Em thấy em ăn bình thường một mà nó có cái này hai cái nước này lùi quấn bạc khía chạy ra giống cái nước đường mương quá ha. Nè coi nè. Ghê quá. Ôi, nó dở mà nói vậy thôi. Rồi, ăn đi. Thôi em để cho kinh Tấn về ăn trước đi. Cho anh Tấn ăn. Không có đũa mà ăn thử. Em phải đi tập thể dục rồi em ăn đâu. Không ăn hả? Không, em đi tập thể dục. Vậy sao vậy? Hồi tự nhiên mình trộn vậy nó siêu hết. Cho nó thấm. Vậy hả? Ừ. Rồi bây giờ lấy cái xuồng ra đi. Để cho anh Tấn vậy anh ăn trước, không có bị gì không mà mình hãy ăn. Rồi lấy cái xuồng gom gom lại đi. Chút nữa mà mình lấy đậu phộng mình bỏ lên mặt nó tẩy cho nó thơm. Em nghĩ gì được đó. Rồi lấy hai bên để qua bên.